Em Báo kính chào quý anh chị đầu tư. Video này em xin giới thiệu về căn hộ cao cấp tại Vinhome Star City Thanh Hóa, phân khu cao tầng sang trọng và đẳng cấp, đậm chất resort Đông Dương đầu tiên tại Thanh Hóa. Đi qua vòng xuyến Hồng Hạc, dọc theo đường đại lộ Hùng Vương khoảng 500m, quý anh chị có thể thấy quỹ đất của tập đoàn Vingroup đã được san lấp mặt bằng và chuẩn bị xây dựng 3 tòa cao tầng trong năm 2023 này. Vị trí thì đắc địa, tại trung tâm thành phố Thanh Hóa, sở hữu mặt tiền đắt giá là đại lộ Hùng Vương, mang đến kết nối nội khu và ngoại khu thuận tiện bậc nhất Thanh Hóa. Rất gần nhiều tiện ích, đó chính là Big C, bệnh viện đa khoa, khu trung tâm thương mại Vincom, quảng trường Lam Sơn. Đối diện dự án chung cư cao tầng The Palm Oasis là khu đô thị Bình Minh, bên cạnh là bộ chỉ huy quân sự. Phía sau dự án là hệ sinh thái All in One của Vinhome Star City đã được hoàn chỉnh. Về hướng đông nam, mưa thuận gió hòa, đó chính là cổng chính của dự án, giao với đại lộ Nguyễn Hoàng, là một trong những đại lộ lớn nhất Thanh Hóa. Quý anh chị cũng đã thấy, đây chính là quỹ đất vàng duy nhất tại thành phố Thanh Hóa mà tập đoàn Vingroup đang sở hữu. Ba phương bốn hướng đều giao với các đại lộ lớn. Em Báo mời quý anh chị đi theo em từ cổng chính Vinhome, dọc theo đường đại lộ Trường Chinh. Ta gặp hai quỹ đất của tỉnh ủy sẽ được xây dựng sau thời gian sắp tới. Thừa hưởng tiện ích của Vinhome Star City Thanh Hóa đáng nhất, sống nhất tại thành phố Thanh Hóa. Trường đó chính là trường liên cấp V-School, bể bơi 4 mùa, công viên chạy bộ, cảnh quan nước non hữu tình, tất cả đã tạo nên hệ sinh thái All in One. Chạy dọc theo đại lộ châu Âu khoảng 500m, quý anh chị nhìn bên phải văn phòng chủ đầu tư đây chính là dự án cao cấp của tập đoàn Vingroup The Palm Oasis với tổng quy mô là hơn 4 hectare, gồm 3 tòa cao tầng sẽ được mở bán, tòa cao tầng 20 gần văn phòng chủ đầu tư trước. Các căn hộ thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích đa dạng và 2 ban công hướng đón gió, view đẹp cho các nhà đầu tư hoặc cư dân lựa chọn phù hợp đều được. Được chú trọng vào từng thiết kế mang thương hiệu đẳng cấp của tập đoàn Vingroup. Dự án chung cư cao cấp The Palm Oasis sở hữu những giá trị riêng biệt, không gian xanh mát và đầy đủ những tiện ích và vườn xanh xung quanh thềm nhà. Anh chị sẽ được tận hưởng hơn 30 tiện ích nội khu cao cấp mà Vingroup đưa vào như tầng thương mại, hồ bơi, người lớn và trẻ em theo phong cách Đông Dương, công viên cây xanh, sân chơi trẻ em và khu tiệc nướng BBQ, cà phê sân vườn, gym, spa và thư viện đọc sách. Cao 20 tầng nổi, 1 tầng hầm, liên thông 3 tòa, 19 căn trên 1 sàn, tầng 1, tầng 2 là sảnh và shop house. Tổng căn hộ từ tầng 3 đến tầng 20 là 342 căn hộ. Đa dạng diện tích căn hộ gồm có 4 loại chính, đó chính là 36 căn studio diện tích 32m², 36 căn 1 phòng ngủ diện tích trên 46m² và 180 căn hộ 2 phòng ngủ diện tích trên 65m², 72 căn hộ 3 phòng ngủ diện tích trên 80m². Quý anh chị nào quan tâm, xin liên hệ số điện thoại 08233 19465, gặp em Trọng Báu để được nhận thông tin về sản phẩm và lịch booking.